là diễn viên múa tự do. Đi diễn biểu diễn Bell Dance thì mình tình cờ gặp được cậu bé Long Lửa trong chương trình Chuyện Lạ Việt Nam với tiết mục Phun Lửa, và đã tìm tòi đi theo và học hỏi, và con đường biểu diễn múa lửa nó cũng bắt đầu từ đó. Tiếp xúc với lửa lại là con gái nên là theo phản xạ tự nhiên bao giờ cũng rất chi là sợ. Và thật sự là trong quá trình đầu tập luyện thì có cả một khoảng thời gian dài, hàng tuần chờ em chỉ ăn cháo không ăn được cơm bởi vì là bị bỏng. Gia đình mình khi mà biết được cái thông tin là mình theo bộ môn múa lửa thì mọi người rất chi là lo lắng. Nhưng bản tính cá nhân mình thì tương đối là ương bướng. Khi mà đã yêu thích, cảm thấy yêu thích và thích thú với bộ môn nào đó thì luôn nung nấu cái ý chí là phải làm sao cho bằng được. Đi diễn múa lửa thực sự nói cao thì nói cũng không phải là cao ở so với những cái gì bỏ ra, nhưng mà khi mà được đứng lên sân khấu là một nghệ sĩ, nghe tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ của mọi người thì cảm giác thật sự là rất chi là khó tả.